Từ xa xưa, Quảng Ninh đã nổi tiếng là một vùng địa linh nhân kiệt. Truyền thuyết kể rằng rồng mẹ rồng con hạ giới, thấy cảnh sắc nơi đây như chốn thần tiên, đã lưu luyến ở lại tạo nên Vịnh Hạ Long. Vịnh Bái Tử Long lung linh huyền ảo, mộng mơ, là di sản kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ của nhân loại. Vô vàn dấu tích khảo cổ về văn hóa soi nhộ, văn hóa cái bèo và văn hóa Hạ Long còn lại nơi đây đã cho thấy Quảng Ninh là một trong những chiếc nôi của người Việt cổ, hình thành cách đây hàng chục ngàn năm. Là cửa ngõ, là phên dậu của Tổ quốc, trên sông Bạch Đằng vẫn còn ghi đậm dấu ấn những chiến công hiển hách của ông cha ta, viết nên bản hùng ca bất hủ. Hào khí đông ma, hào khí đông ma. Okay.